phisahoi.com xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Thị Bích Châu. Ngày xưa có nàng Nguyễn Thị Bích Châu là vợ vua Duệ Tông nhà Trần. Nàng có nhan sắc xinh đẹp, hơn nữa lại văn hay chữ tốt, trong cung đình nhà vua khó có phi tần nào sánh kịp. Vì vậy khi được tuyển vào cung hầu hạ, Bích Châu sớm được vua yêu. Chỉ ít lâu sau được nhắc lên bậc quý phi, thường giúp vua trong việc giấy tờ nghiên bút. Bấy giờ vua Duệ Tông ham mê chơi bời, chẳng có tài trị nước. Đã vậy vua thường tự kiêu, lại cả tin bọn nịnh thần. Thấy cơ nghiệp nhà Trần ngày một suy vi, Bích Châu thường tỏ ra lo lắng. Nàng bèn dâng lên vua một bài kê minh thập sách, trong đó trình bày 10 việc chính sự cần sửa đổi. Nhưng Duệ Tông còn mãi rượu chè, nào có để ý đến. Thế mà vua còn nghe lời bàn của một viên quan chuẩn bị đội ngũ để tự mình thân chinh. Thấy vậy nàng thở dài. Chết thật, thế này thì đến nguy mất. Nhà vua là người hiếu thắng, chẳng chịu tự lượng sức mình. Bích Châu lại viết một bài biểu lời lẽ tha thiết khuyên chồng nghĩ lại, nhưng bài biểu của nàng cuối cùng cũng bị xếp vào một xó. Thấy chồng quyết tâm kéo quân đi, Bích Châu rất buồn, nhưng rồi nàng cũng xin phép chồng cho mình đi theo. Duệ Tông ưng cho, nàng là một trong mấy chục phi tần cung nữ đi theo ngự giá. Họ ngồi trong một chiếc mành riêng, luôn luôn đi cạnh long thuyền nhà vua. Bây giờ trời yên biển lặng, đoàn quân gồm 500 chiếc mành lớn xuất phát từ Thăng Long dần buồm theo đường biển. Chỉ trong 5 ngày, đoàn mành rập cờ xí đã tiến vào một cửa biển lớn ghé vào đậu tại bãi Bạch Tân. Vừa ra lệnh cho quân sĩ lên bộ nghỉ ngơi ít ngày, nhưng buổi chiều sau khi ghé bến được một chốc thì trời bỗng đổi một trận gió lốc dữ dội. Vua lo lắng chào đòi một số bô lão địa phương tới hỏi, một cụ già đáp: "Tâu bệ hạ, mùa này vốn là mùa lặng gió, dân chài chúng tôi vốn thường ra khơi làm ăn. Trận gió lốc này cũng là triệu chứng lạ. Trước mặt đây có một miếu thờ thần biển rất là thiêng. Khách đi ghe qua mành qua lại, thường ghé cầu cúng sẽ được yên ổn, nếu không thì thần phạt làm cho buồm gãy lái xiêu. Hoặc giả đó là do thần biển gây ra cũng chưa biết chừng." Nghe nói vua vội sai quan biện xôi lợn vàng hương đến cầu cúng. Canh ba đêm ấy, vua nằm mộng thấy một vị thần thân thể to lớn, râu tóc loa xoa, mặt mũi dữ tợn đến ngồi trước mặt, cất giọng oan oan như lệnh vỡ: "Ta đây là giao thần, một dải biển đầy một tay ta trị trấn, ha ha, nhà vua cũng là người biết điều đấy. Nhưng muốn cầu yên cho mấy vạn nhân mạng, mà chỉ có con lợn hồ rượu thì sao đủ. Ta nghe chuyến đi này nhà vua đưa theo lắm nàng tuyệt sắc, mà ta thì lại chẳng có ai khuây khỏa. Vậy ta muốn nhà vua thả xuống cho ta một giai nhân. Đối lại, ta sẽ giúp cho cuộc hành quân thuận buồm xuôi gió. Nào, nhà vua có bằng lòng không?" Thấy Duệ Tông cúi đầu không rỉ răng, vị thần cười một cách ghê rợn rồi nói tiếp: "Không cho ta cũng không được đâu. Ta sẽ mượn vài lượng sống đưa đoàn mành nhà vua xuống thăm thủy phủ. Bấy giờ có hối cũng không kịp." Nói đoạn xô ghế đứng dậy rồi biến mất. Duệ Tông giật mình tỉnh dậy vô cùng khiếp sợ, vội cho đòi các quan tướng và các phi tần đến chỗ ngự tẩm báo cho họ cái tin không hay này. Ai nấy nín lặng nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong khi các quan tướng chưa biết ứng xử thế nào, thì Bích Châu từ sau trướng bước ra nói: "Việc linh ứng của thần nhân như vậy là đã rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tiền thiếp tình nguyện liều tấm thân bèo bọt này để chu toàn cho đoàn ngự giá và quan quân." Thấy nàng quyết liều mình, Duệ Tông rất thương bèn nói: "Lành dữ có số, họa phúc do trời. Ta há vì mộng mị vô thường để chịu thiệt một mình nàng sao? Không được, kẻ kia muốn làm gì thì làm, ta quyết không sợ." Bích Châu lại tiếp: "Sự thể đến nơi rồi, khó mà cưỡng lại. Xin bệ hạ lấy tính mạng ba quân làm trọng, coi ái ân làm nhẹ. Chỉ tiêu một người cứu được muôn người, con đường ấy dễ đi hơn cả." Nhưng Duệ Tông vẫn chưa chịu nghe. Bấy giờ cơn gió vẫn còn thổi mạnh, các thuyền mành thả neo bị sóng chao đảo dữ dội. Một vị tướng hầu gần rỉ vào tai vua: "Xin vua nghe theo lời quý phi để cho yên việc lớn." Sau đó Bích Châu lại vua rồi bước lên một chiếc thuyền câu. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, chiếc thuyền lướt ra biển cả như một chiếc lá trôi. Bỗng chốc một đợt sóng dâng lên ngập trời. Khi sóng hạ xuống thì thuyền đã biến mất. Mọi người chỉ còn nghe mấy tiếng văng vẳng: "Đa tạ quan gia, từ nay vĩnh quyết." Một lát sau trời vừa sáng rõ thì sóng lại yên, gió lại lặng. Giao thần đã y ước rút lui để cho đoàn quân tiếp tục cuộc hành trình. Gần 100 năm sau, ngày ấy ở bãi Bạch Tân lại tưng bừng đón hàng ngàn chiếc mành lớn chở đoàn quân thân chinh cho vua Lê Thánh Tông làm tổng chỉ huy. Cũng như lần trước,
đoàn mành cờ xí rợp trời lại ghé vào bến để cắm neo. Quân sĩ được lệnh lên bộ lấy nước kiếm củi và nghỉ ngơi hai ngày. Đêm hôm ấy, nhà vua nằm nghỉ, chiêm bao thấy mình đang ngồi trên long thuyền ngắm cảnh bóng từ ngoài khơi. Có một người đàn bà đi trên mặt nước khoan thai tiến vào, rồi dừng lại trước long thuyền vái chào. Vua phán hỏi: "Nàng là ai? Đến đây có việc gì?" Người đàn bà đáp: "Thiếp là Nguyễn Thị Bích Châu, vợ vua Duệ Tông nhà Trần, đến nhờ bệ hạ ra tay cứu vớt." "Đầu đuôi thế nào? Hãy nói rõ cho ta biết." "Trước đây, chồng thiếp kéo một đoàn quân thân chinh cũng dừng lại ở cửa biển này. Gia thần trấn trị ở cõi biển này buộc chồng thiếp phải cho y một người vợ thì mới chịu để cho yên. Để cứu toàn quân, thiếp tình nguyện cho gia thần bắt. Nhưng từ ngày xuống thủy phủ mới biết y là một hung thần chuyên làm việc đồi bại trong vùng. Thiếp không thể sống mãi với tên dâm ác. Ngày nay may mắn được biết bệ hạ đi qua vùng này. Vì vậy đến đây xin bệ hạ hãy giúp thiếp trừ khử tên hung thần, đem lại sự yên ổn cho một cõi." Vua vội hỏi: Trẫm phải làm thế nào thì trừ khử được nó?" "Xin bệ hạ hãy viết một bức thư cho Quảng Lợi Vương là vua của các vua trên biển Đông này, vạch tội ác của giao thần đối với thiếp, rồi dùng súng thần công bắn ra tận ngoài khơi. Hễ việc đến tai Quảng Lợi Vương thì đến lượt thiếp, thiếp sẽ tự mình tố cáo tội ác tày trời của nó." Nghe xong câu chuyện, nhà vua gật đầu, lập tức bóng người đàn bà biến mất. Ngày hôm sau, vua sai tập hợp thủy quân cơ nào đội đấy chỉnh tề hàng ngũ. Đoạn trên long thuyền, vua ra lệnh cho đội thần cơ bỏ bức thư có đóng dấu ngự bào vào nồng, bắn ra khơi cho Quảng Lợi Vương. Chỉ một lát sau, người ta thấy trên một vùng biển cả sóng gió mịt mù, một con giao long đang vùng vẫy chạy trốn, có hàng ngàn con khác đuổi theo, cho đến nửa chiều, sóng yên gió lặng. Tự nhiên có xác của một người đàn bà nổi lên mặt nước, trôi vào trước long thuyền. Mọi người nhìn lại thấy dung mạo nàng còn tươi như sống. Đúng là người phi của đức vua triều trước đã liều tấm thân để cứu ba quân mà sử sách có ghi chép. Vua nói vậy rồi truyền an táng nàng theo lễ vương phi tại bến Bạch Tân. Vua lại ra lệnh cho mấy chục thần cơ chỉ vào miếu thờ giao thần Nhã Đạn. Chỉ trong phút chốc, một tòa đền trở thành đá tan ngói vụn. Sau ngày Khải Hoàn trở về, vua truyền cho dân địa phương dựng đền thờ Bích Châu tại cửa biển này và phong cho nàng làm chế thắng phu nhân. Khảo dị. Một dị bản khác của truyện Nguyễn Thị Bích Châu là truyện Công Chúa Mai Châu, nội dung như sau. Công chúa Mai Châu là con gái vua Lê Thánh Tông xinh đẹp tuyệt trần, lớn lên thích học võ nghệ và binh thư đồ trận. Năm ấy có giặc Ngô Bác Ngạo cấu kết với quân Chiêm gây chiến ở biên giới. Quân nhà vua phải đi đánh thường bị thua thiệt. Thế vậy, công chúa tuy còn nhỏ tuổi cũng xin vua cha cho mình cầm quân cứu nước. Vua giao cho 5 vạn quân với 10 chiếc tàu. Đến núi An Ngang, Quảng Bình thì trời bỗng đổi cơn sóng gió. Một vị thần nổi lên mặt nước tự xưng là Giang Thần, đòi bắt nàng làm vợ, nếu không sẽ nhận chìm 10 chiếc tàu xuống thủy phủ. Công chúa thấy cần phải hy sinh thân mình để cứu lấy 5 vạn quân, bèn gọi các tướng kể rõ mọi việc và nói: "Ta đành liều mình để chu toàn cho ba quân. Nhưng các tướng hãy về triều báo với cha ta để cha ta vào báo thù." Nói xong, nay nịt gọn ghẽ rồi cầm gươm nhảy xuống biển. Được tin báo, nhà vua nổi giận kéo quân vào. Trước hết sai lấy chiếc minh kính chiếu tìm nơi ở của Giang Thần rồi bắn xuống dữ dội. Không thể cự nổi, Giang Thần đành phải trả công chúa. Xác công chúa bèn nổi lên ở vũng ao Bạch. Vua sai dựng đền thờ ở bờ ao rồi cho đem xác về kinh mai táng. Về sau công chúa hiện ứng, được phong tôn thần. Thần tích làng kẻ sạc Hưng Yên cũng có hình ảnh tương tự với các truyện trên. Một quan tướng trước khi đánh giặc có hứa với một vị thần rằng mình sẽ hiến một cô gái đẹp nếu thần giúp mình được thắng lợi. Trận ấy quả chiến thắng, sau khi Khải Hoàn, quan tướng đi qua đền thần quên mất lời hứa, thuyền quân tự nhiên không tiến lên được. Quan tướng nhớ lại đành phải ném một cô gái xuống nước. Dân vùng kẻ sạc thờ nàng làm thần và làng được thần hiển hiện nhiều việc linh ứng. Nhưng đến khi dân kẻ sạc chuyển sang Thiên Chúa Giáo thì họ phá đền và thôi cúng. Thần tích đền Quả thuộc Anh Sơn, Nghệ An. Khi quân Lê Lợi tiến vào Nghệ An đến vùng Bạch Ngọc, qua đến thần Quả thì thuyền không tiến được nữa. Thần Phụ Đồng cho biết nếu vua hiến một người vợ thì thuyền sẽ lại đi được và thần sẽ giúp cho chiến thắng. Vua hỏi các bà vợ, một người trong đó là Phạm Thị Ngọc Trần đã sinh với vua được một con trai, tình nguyện làm vật hy sinh. Người Nhật cũng có truyện người vợ hy sinh cho thần biển cứu chồng gần giống với truyện của ta. Dưới triều vua Keiko, có một cuộc nổi dậy của một bộ lạc ở những hòn đảo phía đông. Vua sai một hoàng tử tên là Yamato cộng quân đi đánh. Trước khi xuất quân, hoàng tử đến đền một nữ thần để cầu. Sau đó đại quân dông buồm ra khơi,
Đến vịnh Gia Đô, không ngờ thần biển là một trận bão lớn làm lè nhận chim đoàn tàu xuất chinh. Thần mách, mọi thứ sẽ toàn vẹn nếu chủ tướng vui lòng nhường cho thần cái gì quý nhất của mình. Mọi người đều biết cái quý nhất trong đời chủ tướng là Tachibana, người vợ yêu. Trong lúc nguy cấp, bà Tachibana xin hoàng tử cho mình hy sinh để cứu toàn quân. Sau khi người đàn bà gieo mình xuống nước, bảo quả tạnh, khi tàu cập bến, hoàng tử nhảy lên bờ bị trượt chân ngã, tay chụp nhầm một cái lược gỗ có mùi thơm phảng phất, mới biết là lược của người vợ cũ. Về sau hoàng tử chiến thắng, đi kinh lược các miền, trèo lên hòn núi nhìn về phía đông nam, ông ta sực nhớ đến người vợ yêu, bèn kêu lên, Asuma, vợ tôi. Từ đó cái tên Asuma được dùng để chỉ nhiều hòn đảo ở Nhật Bản, một ngôi đền được dựng lên ngay chỗ hoàng tử ngã để kỷ niệm bà Tachibana, trong đó còn đặt cái lược đượm mùi thơm. Người Triều Tiên có truyện Shimchen không giống các truyện trên, nhưng lại có đề tài một cô gái tình nguyện nhảy xuống biển để cứu người cha khỏi mù. Vào một thời rất xưa, ở nước Sanara có một ông già mù nghèo sinh được một cô gái xinh đẹp. Một hôm một nhà sư hỏi ông, nếu Phật làm cho sáng mắt, thì ông sẽ cúng những gì? Bà trầm túi thóc, ông đáp liều, lấy đâu ra? Tôi không lừa Phật. Được, cứ mang đến chùa, mắt sẽ sáng. Ông già về nhà nghỉ mãi nhưng không có cách gì để thực hiện lời hứa nên buồn rầu, quên ăn quên ngủ. Thấy vậy cô gái hỏi ông. Ông không trả lời, nhưng do con gái cứ căng vằn mãi, cuối cùng ông cũng cho biết sự thật. Ít lâu sau, có một bọn lái buôn đến vùng ấy tìm mua một cô gái nhà nghèo để dự bị dân thần biển mỗi khi thần nổi giận trong lúc vượt vời. Cô gái tự bán mình lấy 300 túi thóc mà không cho bố biết. Mặc dù vậy, bố cô cũng đoán ra. Ông tìm đến bọn lái ngăn cản, nhưng việc đã rồi. Vả con gái ông tỏ ra hết sức cương quyết, hy vọng để bố sáng mắt. Thuyền bọn lái chiến ấy đi biển có sóng to, cô gái che mặt nhảy xuống nước và quả nhiên biển lặng. Xuống thủy phủ, cô gái được ở với vua thủy. Khi bọn lái trở về, qua nơi cô gái hy sinh, thì thấy nổi lên mặt nước một đóa hoa hồng tuyệt đẹp. Đó là cô gái hóa thành. Nhà vua đau nặng, người ta bảo chỉ có hoa hồng giữa biển, chữa thì lành. Bọn lái tìm đến vua bán đóa hoa. Trong khi đó vua thủy đưa nàng lên trần đặt ở vườn hoa. Vua bắt gặp, bèn lấy nàng làm vợ. Cô gái kể chuyện ngày xưa cho chồng nghe, vua sai đi tìm ông già và hai cha con nhận ra nhau. Trong thần thoại Hy Lạp có truyện Iphigeni có đề tài hy sinh tương tự nhưng nội dung thì khác. Agamemnon sắp kéo đại quân vượt biển đánh thành Tara báo thù cho vua anh là Menelas bị cướp vợ. Nhưng thần gió chơi khăm, ở đây thần không làm bão tố như truyện của ta và của Nhật, mà lại làm cho không có một tí gió nào để có thể giông buồm. Một vị tiên tri cho biết, muốn cho đại quân vượt biển thuận lợi thì phải hiến tế Iphigenie, nàng công chúa yêu, trước bàn thờ nữ thần Lian. Vua không nỡ, nhưng sau, vì lòng hiếu thắng trước toàn quân, buộc phải hy sinh tình cha con. Về phần Iphigenie, bị bố lừa tới nói là để gả cho một vị tướng, nhưng khi biết sự thật, cũng can đảm nhận lấy cái chết. Nhưng lúc lưỡi dao sắp đâm vào cổ nàng thì nữ thần Dian đã đón nàng đi, thay vào đó một con nai tơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trên trang web vi xã hội.com. Người đọc Lê Yến.